lý do ốp trong suốt ngả vàng. Nhiều người mua ốp lưng trong suốt để khoe thiết kế và màu sắc gốc của điện thoại. Tuy nhiên, ốp lưng dạng này thường chuyển sang vàng nếu sử dụng trong thời gian dài. Dù gây khó chịu và mất thẩm mỹ, loại nhựa dùng để sản xuất ốp lưng thực sự có màu vàng. Nhà sản xuất chỉ pha thêm thuốc nhuộm xanh lam để tăng độ trong suốt. Nói cách khác, ốp lưng trong suốt chuyển vàng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, vẫn có giải pháp giúp người dùng mang trở lại màu trắng trong cho phụ kiện này. Hầu hết ốp trong suốt cho smartphone sản xuất từ silicon, acrylic hoặc TPU polyurethane nhiệt dẻo. Cả ba sở hữu độ bền cao và khả năng chịu nhiệt tốt. Theo HowToGeek, không phải ốp lưng trong suốt nào cũng ngả vàng. Những loại ốp cứng gần như không bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Trong khi đó, các loại ốp mềm, dẻo và rẻ tiền có nguy cơ ngả vàng cao nhất. Một số yếu tố môi trường khiến ốp trong suốt bị ngả màu nhanh hơn. Đầu tiên là tia cực tím, UV, bức xạ thường gặp khi tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời.